Những diễn biến mới nhất về chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua Lãnh đạo Chechnya chỉ Nga mới có quyền thay đổi biên giới Phù thủy Iran làm phép cho máy bay không người lái rồi gửi cho Nga Ukraine thành lập lực lượng tấn công mới, đơn đăng ký OA gửi đến Ukraine cố bảo vệ chiến tuyến ở vùng Donetsk, kháng cự mạnh quanh Bakhmut. Quân xâm lược nội chiến, lính dù Nga gặp ác mộng với lính Wagner, nhiều binh lính bị đồng đội bắn chết. Ukraine bất ngờ khóa mũi tiến công của Nga ở Biển Đen trước trận đánh lớn. Tuyên My xin được mến chào quý khán thính giả đang xem chương trình tin tức tổng hợp trên kênh HTD News. Lãnh đạo Chechnya chỉ Nga mới có quyền thay đổi biên giới Kính thưa quý vị, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga cáo buộc phương Tây tìm cách thay đổi biên giới Nga từ nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, chỉ Moscow mới có thể quyết định điều này. Phương Tây không ngừng tìm cách chia cắt các Nga kể từ những năm 1990 biên giới Nga chỉ có thể thay đổi khi Moscow muốn. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov viết trên kênh Telegram ngày 12 tháng 2. Bình luận được đưa ra sau khi một quan chức Ukraine dự đoán kịch bản nước Nga tan rã. Quan chức trên được cho là Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine. Echkadia, tên do lực lượng ly khai đặt cho Chechnya vào những năm 1900. Tatarstan, Đi Gestan sẽ tự do. Điều đó sẽ xảy ra trong tương lai gần và chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng quan chức này bình luận. Hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng của Ukraine, gồm Lugan, Donetsk, Kherson, Zaporizhia sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tuy nhiên đến nay Moscow vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng này, Ukraine cũng không công nhận quyết định của Nga. Nga phát động cuộc xâm lược ở Ukraine kể từ tháng 2 năm ngoái. Giới quan sát tin rằng, mục tiêu cuối cùng của Moscow có thể là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Ông Kadyrov thường đưa ra những lời chỉ trích nhằm vào phương Tây, đặc biệt là sau khi Nga xâm lược Ukraine. Tuần trước, ông nhận định, chiến dịch của Nga có thể kết thúc vào cuối năm nay và châu Âu cuối cùng sẽ phải hợp tác với Nga trên mọi lĩnh vực. Các đơn vị an ninh giữ quyền ông Kadyrov cũng tham gia vào chiến dịch quân sự ở Chukran ngay từ những ngày đầu. Ông thì thoảng đưa ra những khuyến nghị về chiến lược của Nga ở Chukran. Theo đó, ông này cho rằng Bộ Quốc phòng Nga nên áp dụng một chiến lược mạnh hơn nhằm giảm thiệt hại trên chiến trường. Phù thủy Iran làm phép cho máy bay không người lái rồi gửi cho Nga. CNN đưa tin, Iran có thể đã sửa đổi các loại máy bay không người lái tấn công rồi chuyển giao cho Nga để các đầu đạn có thể gây thiệt hại tối đa cho các mục tiêu cơ sở hạ tầng bên trong Ukraine. Thưa quý vị, Iran đã cung cấp cho Nga hàng trăm máy bay không người lái để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Nhiều trong số đó đã nhắm vào lưới điện và các cơ sở năng lượng của Ukraine nhằm gây ra hậu quả tàn khốc các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã khiến dân thường Ukraine trên khắp đất nước không có nhiệt, điện hoặc nước sinh hoạt trong những tháng mùa đông lạnh giá. Một đầu đạn chưa nổ từ máy bay không người lái Shahed-131 của Iran được tìm thấy ở khu vực Odessa, miền nam Ukraine vào tháng 10 năm 2022, đã được tổ chức điều tra, nghiên cứu vũ khí xung đột. CAR có trụ sở tại phương quốc Anh cùng với quân đội Ukraine kiểm tra. Tổ chức này đã cung cấp những phát hiện đầu tiên cho Ukraine. Thành phần của đầu đạn giúp đã chứng minh tính hiệu quả của nó trong cuộc tấn công dữ dội của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong vài tháng vừa qua. Nhóm phân tích đưa ra kết luận ban đầu rằng các đầu đạn đã được thiết kế bổ sung nhanh chóng với lớp mảnh kim loại để khi va chạm sẽ phân tán trên một diện tích lớn. Bên cạnh đó còn có 18 phần điện tích xung quanh đầu đạn khi bị nổ có thể bị tan chảy có thể xuyên thủng lớp giáp và tạo ra một loại hiệu ứng nổ 360 độ. Sự kết hợp của những yếu tố này về cơ bản sẽ tối đa hóa khả năng của đầu đạn để phá hủy các mục tiêu như là nhà máy điện, mạng lưới phân phối, đường dây tải điện và máy biến áp lớn công suất cao. Chúng cũng làm cho những nỗ lực sửa chữa trở nên khó khăn hơn nhiều. Damian Stiller, một trong những thành viên điều tra cho hay, hẳn là họ đã tính toán khá kỹ lưỡng và thậm chí còn tự hỏi còn có cách nào làm cho những đầu đạn đó có khả năng hủy diệt hơn nữa hay không. Vào tháng 10 năm 2022, công ty điện quốc gia Ukraine, Ukraine cho biết khoảng 40% nguồn điện đã bị mất do những cuộc tấn công của Nga. Bên cạnh đó, vào tháng 12 năm 2022, giám đốc điều tra của nhà cung cấp điện Yasno chia sẻ với CNN rằng những thiệt hại này ngày càng một nhiều hơn và nhanh hơn so với khả năng sửa chữa phục hồi, và người dân Ukraine rất có thể sẽ phải sống trong tình trạng mất điện cho đến ít nhất là vào cuối tháng 3 năm 2023. Như CNN đã đưa tin trước đây, các máy bay không người lái do Iran sản xuất đang được triển khai ở Ukraine, đã bị phát hiện chứa một lượng đáng kể các bộ phận do Mỹ và phương Tây sản xuất, khiến chính quyền Biden phải điều tra xem công nghệ do Mỹ sản xuất làm thế nào mà lại lột vào các nhà máy quân sự của Iran. Tháng trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã phát hiện ra rằng các lực lượng Nga ngày càng phụ thuộc vào máy bay không người lái trong chiến dịch bắn phá các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Đến mức kho dự trữ máy bay không người lái của nước này đã càng kiệt chỉ vài tháng sau khi chuyển cho nga. Ukraine thành lập lực lượng tấn công mới, đơn đăng ký OA cửa đến. Mới đây, Ukraine đã công bố sáng kiến nhằm thành lập một lực lượng chiến đấu mới. Những người đăng ký vào các lữ đoàn cảnh vệ tấn công trong lực lượng vệ binh quốc gia của Ukraine (NSU) sẽ được gọi là Stormtrooper, một đội quân hư cấu xuất hiện trong loạt phim Star Wars. Thưa quý vị, Ukraine Greenform đưa tin, người phát ngôn của NSU, Ruslan Mujich, vào hôm 11 tháng 2 đã thông báo trong một cuộc phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia rằng số người quan tâm đến việc gia nhập lực lượng vệ binh đã tăng lên. Nói chung, đã có hơn 20.000 đơn đăng ký đến từ ba nguồn chính. Ông Mujich nói: "Chúng tôi nhận được số lượng đơn lớn nhất trên www.storm.mvs.gov.ua" thông qua các cuộc khảo sát trực tuyến. Hơn 14.000 đơn đăng ký đã được nhận qua kênh này. Hơn 7.500 trong số đó là đơn xin gia nhập các đơn xin vệ binh quốc gia. Ông Mizuchuk nói cho biết bước tiếp theo là kiểm tra các đơn vị đăng ký và xác định những chiến binh tiềm năng. Bất kỳ ứng cử viên nào được chọn trong quá trình này đều phải trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra tâm lý và xem xét kỹ lưỡng các tài liệu. Tất cả các giai đoạn lựa chọn này đều cần thiết vì chúng tôi đang thành lập các lữ đoàn tấn công. Các ứng cử viên cần phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra, ông trước nói. Những đội quân này được lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine gọi là Storm Ruppers và sẽ được cấp một số đặc quyền liên bang nếu họ thành công giành lại Lugan, Donetsk và Crimea từ tay lực lượng Nga những người tình nguyện trở thành Stormtroopers sẽ nhận được một số đảm bảo xã hội, đặc biệt là ở mức lương ổn định và cạnh tranh, cơ hội nhận nhà ở, điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của nhà nước, học tại các trường đại học hàng đầu, ông Muzichuk nói. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, sau khi Nga tập trung quân dọc biên giới Ukraine suốt một tháng, trong khi tiến hành các cuộc tập trận quân sự với Belarus. Nhiều chuyên gia dự đoán Nga có thể tiến hành một đợt tấn công lớn vào ngày 24 tháng 2 tới đây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Resnikov nói rằng, Nga thích chủ nghĩa tượng trưng vào việc tấn công vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, vào ngày kỷ niệm một năm xung đột sẽ không phải là điều xa vời. Tất nhiên, Nga có thể tấn công vào ngày này bởi vì đó là ngày xung đột nổ ra, giai đoạn mở đầu của cuộc chiến Ukraine-Nga. Ông Resnikov cho biết vào hôm 12 tháng 2, tại một cuộc họp báo, chúng tôi đã sẵn sàng, lực lượng vũ trang đã sẵn sàng, bộ tham mưu của Tổng tư lệnh tối cao liên tục sẽ theo dõi, sẽ không có bất cứ điều gì bất ngờ. Ukraine cố bảo vệ chiến tuyến ở vùng Donetsk, kháng cự mạnh quanh Bakhmut. Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 2 năm 2023, tuyên bố các lực lượng Ukraine đang duy trì phòng thủ dọc theo chiến tuyến ở vùng Donetsk, miền đông nam đất nước, kể cả ở thành phố Bakhmut, với nhiều trận chiến khốc liệt để bảo vệ các thành phố Volodya và Mariaka. Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang như Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, hàng ngày quân Nga tiến hành khoảng 50 vụ tấn công vào vùng Donetsk, nơi ở Moscow luôn tìm cách chiếm được toàn bộ, trên mạng tin nhắn Telegram. Sau cuộc điện đàm với tướng Mỹ Mark Milley, tổng chi huy các lực lượng vũ trang Ukraine viết, các trận đánh ác liệt vẫn đang tiếp diễn tại các địa phương Vuleda và Marinka. Chúng tôi đang tổ chức phòng thủ một cách chắc chắn. Tại một số nơi ở mặt trận, chúng tôi đã thành công trong việc giành lại được các vị trí từng bị mất trước đây và chúng tôi trụ ở đó. Tuy nhiên, chỉ Huy Valery Zaluzhny không cho biết cụ thể đâu là những vị trí mà họ đã giành được thắng lợi liên quan đến Bakhmut, ông khẳng định sẽ vẫn giữ được thành phố và đang nỗ lực ổn định tình hình ở đường chiến tuyến quanh thành phố. Về phía Nga, cũng trong ngày hôm qua, ông chủ công ty lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin tuyên bố lực lượng này đang phải đối phó với sự kháng cự mạnh mẽ của quân Ukraine quanh thành phố Bakhmut. Đến sáng ngày 12 tháng 2, theo Reuters, ông trùm tập đoàn Wagner khẳng định lực lượng Wagner đã chiếm quyền kiểm soát làng Hora, ngay sát phía bắc Bakhmut. Hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng thông tin qua các nguồn tin độc lập. Nhìn đến Kharkiv, miền đông Ukraine, thống đốc vùng ông Oleg Sunihepot cho biết tối hôm qua quân Nga lại oanh kích Kharkiv bằng tên lửa. Một cơ sở hạ tầng trong vùng bị hư hại – Thông tin về số nạn nhân và tầm mức thiệt hại vẫn đang trong quá trình được xác minh. Nhưng theo thống đốc Sunny các lực lượng Ukraine đã bắn hạ được 3 tên lửa S-300 của Nga. Quân xâm lược nội chiến, lính dù Nga gặp ác mộng với lính qua nợ. Nhiều binh lính bị đồng đội bắn chết. Lính dù Nga phàn nàn rằng, những tù nhân của nhóm qua nợ đang ăn cắp vị trợ nhân đạo từ họ, và nếu họ từ chối tuân thủ các yêu cầu của Wagner, những kẻ phạm tội này sẽ bắn vào lính dù. Thưa quý vị, những người lính dù của trung đoàn dù số 51 tên Nhuệ thuộc sư đoàn dù 106 của lực lượng vũ trang Nga tự cắt xẻo mình để tránh bị những anh hùng mới của Nga, lính đánh thuê PMC Wagner bắt nạt và sỉ nhục. Theo nhà báo Yuri Butusov, quân đội Nga đã tự bẻ gãy tay chân của họ để được đưa vào bệnh viện, tránh xa những người từng bị kết oán. Ngoài ra, những tù nhân Wagner còn đánh cắp viện trợ nhân đạo từ những kẻ xâm lược và trong trường hợp từ chối thực hiện ý thích bớt chợt, các cựu tù nhân sẽ bắn vào chân của những người lính dụ Nga. Ukraine bất ngờ khóa mũi tiến công của Nga ở Biển Đen trước trận đánh lớn Ukraine tìm cách ngăn Nga kiểm soát Biển Đen trong bối cảnh Moscow được cho là chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn, khi được hỏi về nguy cơ tiềm ẩn đối với khu vực phía nam của Ukraine trước cuộc tấn công quy mô lớn sắp xảy ra của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Ranikot hôm ngày 12 tháng 2 cho biết, Ukraine tìm cách ngăn Nga kiểm soát biển Đen, vùng biển chiến lược trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tôi thực sự không thích đưa ra dự đoán hay đánh giá ý kiến, nhưng để kiểm soát Odessa và khu vực phía nam nói chung, Nga phải chiếm ưu thế trên biển Đen. Tuy nhiên, chúng tôi đã tước đi cơ hội này của họ. Bộ trưởng Rannikov nói trong một cuộc họp báo. Thưa quý vị, Odessa là thành phố đông dân thứ ba của Ukraine và là một trung tâm du lịch thương mại lớn nằm trên bờ Tây Bắc Biển Đen. Odessa cũng là điểm trung chuyển lớn với ba thương cảng, đồng thời là ngã ba đường sắt lớn nhất ở phía nam Ukraine. Do đó, Odessa có ý nghĩa quan trọng chiến lược không chỉ về thương mại mà cả quy hoạch dân sự. Odessa cũng là nơi đặt bộ tư lệnh hải quân của quân đội Ukraine. Ông Resnikov đề cập đến việc Ukraine từng sử dụng Neptune, vũ khí chống hạm được sản xuất ở Ukraine, để nhắm vào tàu tuần dương Moscow của Nga vào hồi năm ngoái. Chúng tôi đã ngăn chặn sự thống trị của Nga ở Biển Đen, đặc biệt sau khi phóng thành công tên lửa Neptune, khiến tàu tuần dương Moscow bị chìm tại khu vực này, ông Resnikov nói. Vào tháng 4 năm 2022, sói hạm Moskva thuộc hạm đội biển đen của Nga bất ngờ bốc cháy ngoài khơi cách thành phố cảng Odessa của Ukraine khoảng 90 km. Moscow tuyên bố một vụ hỏa hoạn do thuốc kho đạn trên bon đã khiến con tàu hư hại nặng và bị đắm khi được lai dắt về cảng. Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định đã bắn cháy con tàu bằng hai tên lửa hành trình. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, lực lượng Kiev cũng đang sử dụng tên lửa chống hạm Harpoon và có thể bảo vệ khu vực phía nam bằng vũ khí này. Các tổ hợp chống hạm Harpoon đang hoạt động, vì vậy không thấy Nga có bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận Odessa từ biển, ông Resnikov nhấn mạnh. Bộ trưởng Resnikov nhận định Nga không thể kiểm soát Odessa bằng đường bộ. Ông cho biết lực lượng Nga đã bị đẩy lùi về bờ đông của sông Dnieper. Đối với các vùng lãnh thổ ở tá ngạn sông ở miền nam Ukraine, lực lượng Nga ở đó có cơ hội bổ sung vũ khí, thiết bị và nhân lực, vì vậy tình hình ở đó tất nhiên căng thẳng hơn, ông nói thêm. Trước đó, một số nguồn tin phương Tây tháng trước tiết lộ, hầu hết các con tàu nổi và tàu ngầm của hạm đội biển đen Nga đã trời căn cứ ở cảng Novorossiysk, miền Nam Nga. Các chuyên gia nhận định Nga có thể sắp sử dụng hạm đội này cho một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Quân đội Ukraine dự đoán Nga nhiều khả năng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào tháng 2 hoặc tháng 3. Người phát ngôn Andriy Zhukov Người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền đông Ukraine vào tháng 3. Giới chức Ukraine khẳng định, họ đã sẵn sàng cho kịch bản tiến công của Nga, đồng thời hối thúc các đồng minh, đối tác phương Tây đẩy nhanh tốc độ viện trợ khí tài quân sự. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hồng thư htdnews btv com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào! và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo